đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông báo để được theo dõi những tin tức mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức Sao Việt nổi bật nhất trong ngày. Hương Giang chính thức tái xuất sau drama Antifan, tự tin đỏ sắc cùng các nàng hậu đình đám vì biết. Drama giữa Hương Giang và Antifan suốt thời gian qua đã trở thành tâm điểm gây xôn xao khắp mạng xã hội. Sau một thời gian ở ẩn vào ngày 2 tháng 12, Hương Giang đã chính thức quay trở lại với công việc bằng loạt ảnh khoe thần thái sang chảnh. Xuất hiện cùng các nàng hậu gồm Hoàng Thùy, Minh Tú và Kiều Lan, người đẹp chuyển giới chứng minh nhan sắc và khí chất không phải dạng vừa. Trong ảnh poster bộ ba huấn luyện viên và host chương trình Đại sứ Hoàng Mỹ 2020, bốn bóng hồng đẹp cực cuốn hút bởi ánh mắt sắc lạnh, phong thái kiêu sa khi diện trên mình tông đen huyền bí. Có thể thấy Hương Giang đã lấy lại thần sắc tươi tắn, tâm trạng dường như đã thoải mái hơn sau khi thông báo dừng drama với Antifan. Tuy nhiên, nhìn vào những hình ảnh mới này cũng có thể dễ dàng nhận ra Hương Giang nay đã gầy gò hơn trước khá nhiều. Khoảnh khắc đỏ sắc bất phân thắng bại của bốn bóng hồng đình đám, Hương Giang, Minh Tú, Hoàng Thùy và Kiều Lan. Ở góc cận mặt, Hương Giang nhanh chóng chiếm trọn spotlight vì nhan sắc cùng thần thái đầy cuốn hút. Có vẻ như Hương Giang sẽ trở lại showbiz sau thời gian vắng bóng. Góc nghiêng thần thánh. Dù đã chạm ngưỡng U30, nhưng Hương Giang vẫn giữ được sắc vóc tươi trẻ, gợi cảm đáng ghen tị. Thời gian gần đây, cư dân mạng đổ dồn sự chú ý vào drama giữa Hương Giang và nhóm Antifan. Trước những động thái tẩy chay hậu chuyển giới, Hương Giang lên tiếng khẳng định sẽ xử lý Antifan, cũng như chia sẻ đoạn clip đến nhà một admin của group Antifan để làm việc trên trang cá nhân. Mặc dù admin của group Antifan đã chính thức có những lời xin lỗi và quyết định tạm dừng hoạt động của group này, nhưng hàng loạt hội nhóm khác đã mọc lên thay thế. Thậm chí thành viên của các hội nhóm này tăng lên nhanh chóng mặt. Sau thời gian ồn ào, Hương Giang đã chính thức gửi phản hồi thêm về câu chuyện này, đồng thời muốn khép lại mọi lùm xùm vừa qua. Cô mong mọi người hiểu, mình chỉ lên tiếng để tránh sự miệt thị xúc phạm, chứ không yêu cầu bất cứ ai không được ghét mình. Về sự việc vừa qua, Hương Giang mong mọi người hiểu Hương Giang chỉ lên tiếng để bảo vệ mình. Không phải Giang yêu cầu không ai được ghét mình, hoàn toàn không. Nhưng có lẽ sự nóng giận trong cách làm đã khiến sự việc đi quá xa so với mục đích ban đầu. Cô cũng chia sẻ không group nào có thể phát triển nếu như ai cũng yêu quý mình. Và hiện tại cô cần làm chính là sống chậm lại, nhìn nhận bản thân một cách khắt khe hơn về những gì mình đã làm thời gian qua. Cô cũng cam đoan không hề làm những gì trái pháp luật như tin đồn trên mạng xã hội. Tuy nhiên theo Hương Giang, hiện tại không có gì quan trọng vì cô đã làm phiền khán giả và mất đi hình ảnh của mình trong lòng khán giả. Đồng thời Hương Giang cho biết mình sẽ ẩn hết những bài viết không tích cực đã đăng tải. Người đẹp bày tỏ đã rút ra bài học đắt giá cho bản thân và thầm cảm ơn câu chuyện này để có thể nhìn lại mọi chuyện. Tất cả mọi lỗi lầm trong quá khứ bạn đều có thể tích tụ tạo nên kết quả của bạn hôm nay. Vì thế hãy luôn cẩn thận với bất kỳ lời nói hành động nào của mình, nhất là khi bạn là một nghệ sĩ. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.